từ rồi khoai cũng dừ và từ từ cá cũng đã vàng rồi đây, xả đã bắt đầu có màu vàng lắm rồi ha. Cá rang muối xả thì sẽ giúp cho cá vừa có mùi thơm của xả. Và tại thời điểm bây giờ thì cô nhỏ này đã trở thành món đầu kích của ông bà cô chú rồi đây nè. Sáng mùa hè mà gió cũng nhiều ghê á, giàn cây trước cửa nhà mình nè, lá xanh nhìn cũng mát mắt ha. Âm thanh nhộn nhịp quen thuộc của mỗi buổi sáng đây. Linh ơi, đi mua đồ con mẹ nè. Mua nữa hả? Mùa hè thích nhất là được đi cùng với con ha, đi mua sắm nè. Con thích mua loại bánh này hả? Vậy thì mua đi nha, cho con tự quyết luôn đi ha. Mua các loại bánh, các loại kẹo ăn vặt đó ha. Được tự chọn nên cũng thích thú lắm. Chọn tới chọn lui, chọn rất là kỹ luôn. Con dần biết cách đi chợ rồi nè, biết cách chọn thức ăn rồi. Đó là những hoạt động nho nhỏ ha, nhưng mà thực tế giúp cho con có một cái mùa hè cũng sôi động hơn. Với lại đi cùng nhau như vậy á, hai mẹ con cũng thủ thỉ nói chuyện cùng nhau nhiều hơn nè. Thích lắm, mình nói đùa mẹ và con gái luôn là đôi bạn cùng nhau, cùng mua sắm, cùng vui với nhau ha. Hai mẹ con cũng mua được kha khá đồ rồi đó, bây giờ mình về thôi. Vậy là đi mua sắm mà cũng mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Đúng là việc mua sắm không bao giờ ít thời gian được. Vô nhà nấu ăn thôi con. Nhà mình nè, nghe âm thanh đường phố nhộn nhịp thật đó ha, nghe cũng vui tai ghê. Đây là bể cá của nhà mình, ông xã mình nuôi cá nè, nó cũng vui vui ha. Mình vừa mới đi mua đồ ăn về á, bởi vì trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi đó, dù trời cũng mưa nè. Cá chẹn ngon quá, tươi rói à. Cá này là mình cũng mua từ Phan Thiết vào ha. Những cái miếng vừa ăn như vậy chút rồi mình sẽ tẩm qua một lớp bột ha. Cá chẹn của mình đã phủ đầy bột rồi ha. Và bây giờ mình chuẩn bị đi chiên nha. Chảo đã đủ độ nóng rồi ha, mình cho dầu vào chảo nè. Mình cho dầu nóng ha, nóng cho đến một cái độ sôi luôn á. Thì mình sẽ cho cá chẹn tẩm bột rồi nè. Mình cho vào chiên nha. Có cá chẹn ngon ha, nên mình sẽ chiên trước cá chẹn. Và mừng hôm nay mình sẽ làm món cá chẹn rang muối xả nha. Chiên cá chẹn thì để lửa vừa phải ha, và cái chảo này nó giữ nhiệt cũng rất là tốt luôn á, nên mình cứ để lửa vừa phải và cho cá chẹn chín từ từ. Cứ chiên cá từ từ với lửa vừa như vậy nha. Từ từ rồi khoai cũng dừ và từ từ cá cũng đã vàng rồi đây. Mình lật một bên mặt cá nha. Cá vàng nhìn hấp dẫn quá ha. Bên ngoài vàng rộm lắm nhưng mà bên trong nó vẫn có một cái độ ẩm, ăn cá sẽ không có bị khô nha. Cá đã chiên vàng rộm rồi đó ha. Mình cho cá ra nè để mình sẽ làm các bước tiếp theo nha. Trong khi chờ cá ráo dầu á, mình đi rửa một ít trái cây nè. Cherry nhìn ngon quá ha. Con mình là mê nhất cái món này đây. Mình cứ rửa sạch ngâm bằng nước rửa trái cây á, rồi sau đó bỏ vào hộp và cho vào tủ lạnh. Dùng muối pha loãng với nước để rửa trái cây cũng tốt lắm. Mùa này là mùa của hồng táo rồi ha, táo tàu rồi nè. Mua được một thùng cũng ngon ghê. Mình ngâm nước muối pha loãng cho sạch ha. Trong 15 phút mình hay lót một lớp giấy ăn nè ở dưới cái đáy hộp ha, trước khi bỏ đồ ăn hoặc trái cây vào để cho nó hút ẩm. Táo tàu bắt đầu rộ mùa rồi đó ha. Ăn táo tàu cũng tốt cho sức khỏe. Táo tàu cũng gọi là hồng táo đây. Ăn rất là tốt luôn. Chuẩn bị thức ăn cho một tuần mới nữa rồi. Chuẩn bị đầy đủ rồi đó. Yên tâm rồi đó ha, có thức ăn trong một cái tuần rồi. Khi nào cần thì lấy ra nấu ăn thôi nè. Dầu thật sôi hãy cho xả vào ha. Mình sẽ rang chín xả ha.
Xả mình đã sắc lát nhỏ đó và băm nhỏ nhỏ rồi đó. Bây giờ mình cho vào dầu sôi như vậy. Mình làm cho xả chín tới và đến khi nó vàng luôn á. Mùi xả chiên lên, rang lên rất là thơm luôn. Mình cho xả chiên vàng rộm luôn ha. Sau đó mình sẽ rang cùng với cá. Còn cái đầu cá chẽm á, sau khi mình phi lê cá chẽm để chiên rồi đó, nên bây giờ mình nấu chung với bầu chua ha. Bầu muối chua nấu chung với đầu cá chẽm là ngon nhất nách luôn. Canh bầu chua nấu cá là ngon tuyệt rồi ha. Ăn trời này rất là mát luôn. Mỗi lần ăn món canh này lại nhớ về quê ghê. Mình sẽ cho muối vào xả ha. Xả sẽ có vị đậm đà ha. Và khi nó rang cùng với cá thì giúp cho cá thêm phần mặn mà nha. Ngoài trời đang mưa quá trời luôn. Mấy hôm nay lúc nào trời cũng mưa ha. Thì thường trời mà mưa như vậy, hơi xe xe lạnh như vậy, ăn những cái món chiên như vậy thì rất là hợp ha. Xả này thì mình phải đảo tay liên tục ha, để cho nó tránh bị cháy, bị khét đó. Và xả mình cũng chiên sao mà cho nó có đạt đến cái độ giòn giống như khi mình phi tỏi phi hành phi đó ha. Nó hoàng lên và nó xanh xém xém, nó giòn như vậy đó. Xả đã bắt đầu có màu vàng lắm rồi ha. Vàng như vậy rồi nè. Và đạt đến một cái độ giòn cần thiết rồi đó. Tỏa hương thơm rất là nhiều luôn. Xả được rồi ha. Mình cho cá vào. Nếu như mà xả mà chưa có vàng và chưa có giòn á thì nó sẽ có, nó bị rất là sảm. Mình cho vào cá thì nó cũng sẽ không có ngon. Mình đảo đều cá và xả lên ha. Rang cá trong xả để cho lớp xả nó phủ lớp cá. Và mình sẽ có món cá rang muối xả nha. Cá rang muối xả thì sẽ giúp cho cá vừa có mùi thơm của xả ha. Và lại vẫn giữ được cái độ béo của cá. Rồi lại có độ giòn phủ bên ngoài nữa. Mà xả lại không có bị cháy khét. Nếu như mình ướp chung xả mà với cá và chiên cùng một lúc với nhau á, thì xả nó sẽ dễ cháy khét trước ha. Mà trong khi đó cá nó cũng chưa đạt được cái độ giòn ha. Nên là mình sẽ rang xả sau cùng với cá để phủ sau cùng. Những lát cá rất là ngon lành ha. Đây là một món ăn rất thích hợp cho những ngày trời mưa mưa như vậy nè. Ăn nó rất là ngon luôn. Mình cho ra dĩa và mình chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay thôi. Hôm nay có cá rang muối xả ha. Là một món ăn góp phần cho bữa ăn ngon lành hôm nay của gia đình nhà mình nè. Mời cả nhà cùng ăn chung với gia đình mình nha. Đôi bạn cùng tiếng. Trời ơi, mấy hôm nay hai mẹ con bị bệnh nè. Mệt không con? Dạ, đau họng á. Đau họng đúng không? Mẹ thì rát ngực đau họng nè. Trời ơi, không hiểu sao tự nhiên hai mẹ con bệnh hết, rất là mệt luôn. Nhiều con gái không hiểu sao đặt câu hỏi với mẹ chứ là vậy mà mẹ vẫn lo nấu ăn nè, cho con với cả nhà được nè, bệnh nhưng mà vẫn phải làm. Vậy tại sao con biết là mẹ vẫn làm cho con và chăm sóc cho nhà mình không? Dạ, do là mẹ thương con. Do mẹ thương con, chắc là đây là người đây là một người rất là hiểu mẹ luôn. Bởi vì chắc là cùng phụ nữ với nhau quá đúng không ạ? Dạ. Nói chung là phụ nữ thì cũng hiểu sao mà có sức mạnh rất là lớn luôn ha. Dù như thế nào cũng có thể rất là kiên trì nè, rất là chịu khó nè, làm mặc dù rất là mệt luôn.
tự nhiên mẹ nhớ về những ngày hồi xưa đó, cách đây mấy năm á. À, mẹ dẫn con đi học vào lớp người mẫu lần đầu tiên nè. Nhớ lúc đó không? Dạ. Lúc đó cô bé này á, là ngay từ nhỏ đã làm người mẫu cho xưởng của mẹ rồi nha. Mặc rất là nhiều đồ đạp luôn đúng không? Rất là dạng dĩ trước ống kính luôn. Nhưng mà hôm đó mẹ dẫn tới đi học người mẫu thì cứ lắc đầu quầy quậy bảo rằng là thôi con không học đâu, con không thích học đâu. Như mẹ bảo chứ là con rất là có khiếu để học cái này đúng không? Và thế là cô bé đi học. Và sau gần hơn 5 năm và tại thời điểm bây giờ thì cô nhỏ này đã trở thành model kid ha. Model kid của ông bà, cô chú rồi đấy nè. Nói chung là bây giờ con cũng lớn rồi, con cũng đã tiến bộ rất hơn rất nhiều so với hồi xưa đúng không? Dạ. Và bây giờ con nói cho mẹ về ông bà cô chú rồi nghe xem thử là con có yêu thích nghề người mẫu không? Dạ, có. Có đúng không? Và nói chung là ba mẹ cũng nhìn thấy sự cố gắng của con nè. Dạ. Và ngoài học người mẫu ra thì con còn thích học cái gì nữa? Dạ, con thích học hát. Học vẽ nữa đúng không? Và con cũng, mẹ cũng thấy con có rất là có khiếu vẽ nè. Mình rèn luyện hơn về cái kỹ năng vẽ này nữa ha. Yeah. Ngoài thêm cái kiến thức mà mình học stylist đó, thì sau này lớn lên cho dù mình không có theo nghề này đi chăng nữa thì mình cũng có những kiến thức nền tảng về thời trang. Để mình phối đồ. Đúng rồi, để mình phối đồ, mình tạo ra một cái phong cách riêng cho mình. Đúng không? Yeah. Điều đó là làm cho hình ảnh của mình trở nên tốt hơn ha. Và dễ tạo ra những cái thiện cảm cho người đối diện ha. Con thấy cái quyết định mà hồi xưa cho con đi học và đến bây giờ thì con cảm thấy sao? Có cảm thấy đúng không? Xứng đáng đúng không? Đây, lời nói rất là làm mát lòng mẹ luôn ha. Mày chứng tỏ là mẹ đã đầu tư cho con đúng đắn rồi. Nói vui như vậy thôi ông bà cô chú nha. Và hy vọng rằng là trong tương lai con sẽ là một người tự tin nè. Và có thể làm tốt được mọi điều ha. Mà con mong muốn, con mơ ước nha.